Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Chú Quang Định. Đây là chương trình truyền hình Công giáo Nguồn sống hỏi và đáp về Đạo Chúa, được thực hiện với sự bảo trợ đặc biệt của Viettoday Television. Kính thưa quý vị, như thường lệ xin được giới thiệu đến quý vị cha linh hướng chương trình, cha Giuse Nguyễn Văn Thư. Con xin kính chào cha. Chào anh. Dạ vâng, xin chào cha gửi quý vị. Chào. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thưa cha, trong cái chương trình lần trước có hỏi về, cha có trình bày về luyện ngục, tức là nơi để thanh luyện trước khi mà chúng ta, các linh hồn được về với Chúa trên thiên đàng. Thì cha có đề cập tới vấn đề là ân xá mà giáo hội thì con hay nghe là đặc biệt trong những dịp lễ đặc biệt thì có ân đại xá, ân toàn xá hoặc là tiểu xá đó. Thì xin cha có thể trình bày cái sự khác biệt giữa các loại ân xá như thế nào nhé. Thì tôi xin nói vắn tắt đơn giản thế này. Dựa vào cái câu Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ, cái điều gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, mà còn cởi mở trên trời cũng mà cởi. Thì đại khái Chúa Giêsu khi về trời đó, trao một số những cái quyền cho các đấng, Đức Giáo Hoàng là cái vị cao nhất đó. Dạ vâng. Thì chúng ta gọi là đại diện nhé. Dạ vâng. Đại diện chứ không phải kế vị đâu. Kế vị. Đâu có ai kế vị nổi Chúa Giêsu. Dạ vâng. Đại diện thôi. Đại diện. Thì Chúa cũng ban cho những cái quyền này, quyền này, quyền này. Dạ vâng. Thế thì cùng với sự cộng tác của các giám mục, gọi là thay cho các tông đồ xưa đó. Dạ vâng. Họp lại xong là bàn thảo dưới ơn Chúa Thánh Thần soi sáng đó. Dạ vâng. Thì nói là những cái việc nào đó thì sẽ được cái ơn đặc biệt. Và cái ơn xá đó, nó tha cái hình phạt tạm ở luyện ngục là cái quan trọng nhất. Thành ra những ơn xá này chỉ giúp tha cái hình phạt trong luyện ngục, chứ còn trong không phải trong hỏa ngục nha. Hỏa ngục vào thì còn sao là coi như là tiêu rồi đó. Thì thật sự đó, thì phải nói thật là qua lịch sử đó, thì cũng có một số vị giáo hoàng một số thời gian nào đó nó cũng hơi đi quá xa về cái chuyện ban cái ân xá này. Thưa cha, ví dụ là ví dụ như là Roma sắp sửa xây một cái vương cung thánh đường nó to đó. Dạ vâng. Thế thì cũng vì lý do chung thôi, cũng bảo những vị nào mà đến viếng hay là đóng góp tiền đó, thì được thế này ân xá bao nhiêu năm. Thì bây giờ chúng ta không có quyết định cái đó nữa. Dạ vâng. Tức là nó có vẻ vật chất á. Vâng. Tôi ví dụ như là anh Định đóng góp $1,000 để xây cái vương cung thánh đường nào đó ở Roma đó. Vất vả hy sinh nọ kia đó thì được bớt 100 ngày ân xá, 100 ngày luyện ngục. Trong luyện ngục nhà. Thì nghĩa là trên lý thuyết thì ok. Dạ vâng. Thế nhưng mà những cái người nghèo thì sao? Dạ vâng. Thì họ cũng có thể cầu nguyện, họ cũng có thể hy sinh để cho việc nọ việc kia đó, nhưng mà họ không khi có mà cái mang năng, cái chuyện tiền bạc ra. Dạ vâng. Hay là có muốn đi hành hương ở chỗ đó cũng phải có tiền mới đi được. Dạ vâng. Thế thì đến cái nhà thờ đấy viếng nhiều khi cũng được 500 ngày ân xá. Dạ vâng. Thế thì một số người thấy cảm thấy nó làm sao á. Dạ vâng. Nhất là khi mà ông Luther đó, tôi nói lần trước đó, Tin lành cho như là cái đó giáo hội đã đi sai đường. Dạ vâng. Nhưng mà giáo hội là chỉnh sửa thôi. Dạ vâng. Đừng có đi quá xa hay là lạm dụng về vấn đề vật chất thôi. Dạ vâng. Nhưng mà cái nguyên tắc cái ân xá vẫn còn. Vẫn còn. Dạ vâng. Tôi ví dụ như là năm thánh. Dạ. Con nghe là bây giờ thành ra giáo, vì có lẽ lý do đó mà trong khi vấn đề nói về các ân xá không có nói về cái thời gian. Không có thời gian nữa. Dạ chỉ vâng. Có bây giờ chỉ nói là toàn xá hay là đại xá, đại xá là giống dạ vâng. Nhau. Dạ vâng. Và tiểu xá thôi. Vâng. Thì cái chuyện là đại xá có nghĩa là thế này. Tôi ví dụ năm thánh nhé. Dạ. Bế mạc năm thánh nào đó, giáo hoàng cũng mở cái kho thiêng liêng ra. Dạ. Thí dụ như anh Định. Một ngày nào đó đến tham dự một hay là ba buổi tĩnh tâm cấm phòng. Dạ. Tôi ví dụ vậy. Vâng. Rồi xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Tôi ví dụ vậy. Vâng. Và thật lòng thống hối những tội lỗi của mình.
và dâng những cái ân xá này cho các linh hồn ở địa ngục á, thì cũng áp dụng lại cho chính mình thì là được ân đại xá. Tôi ví dụ thôi. Ngay cái dịp đó mà anh đã làm tất cả những điều như là đúng như giáo hoàng dạy đó. Thế thì tôi ví dụ thôi. Khi chết thì được lên thiên đàng. Đại xá tức là không có còn ở kia nữa. Có nghĩa là lúc đó anh đã ăn năn thống hối hết mọi tội rồi. Thế không? Khi mà cứ nói bình thường mà chưa nói đang đại xá. Trước khi anh chết ấy. Bình thường thôi đó. Anh có cái lòng ăn năn tội mà ngày xưa nó gọi là cách chọn. Contrition. Con hồi xưa đọc là contrition á. Tức là tiếng Anh bây giờ là contrition, contrition đó. Tức là một cái sự thống hối. Thống hối toàn vẹn. Không còn gọi là giữ lại một cái gì hay là còn mơ ước. Xin Chúa tha hết cho con nhất định chừa thế này thế này. Thế thì dù tôi ví dụ vậy, anh không gặp linh mục đó, anh thật lòng tất cả mọi cái đó, Chúa cũng tha hết lên thiên đàng. Nó cũng gần giống như là toàn xá vậy. Nhưng mà khi mà anh làm tất cả những việc đó thì anh được cái bảo đảm. Đại khái như giáo hội muốn đảm bảo cho anh được cái ơn đó. Thí dụ như anh Chúa gọi anh về thì anh đi thiên đàng ngay. Đó, tức là đại toàn. Thế còn tiểu xá. Tôi ví dụ như là những cái chuyện việc lành phúc đức này, giáo hội đi giáo hoàng nói thế này thì anh được vừa ơn tiểu xá là nhỏ. Còn cái chuyện nó thế nào là Chúa biết. Chúa để dành cho tức anh. Tức là nói chung chung là có cái sự giảm. Chúa để dành cho anh một cái ân huệ nào đó để anh khỏi phải đền nào kia đó. Đó là cái đại khái vậy. Thì cái chuyện luyện ngục nó đi với cái này. Mà thật sự là tôi cứ nhớ cái kinh cầu gọi là cầu với Đức Mẹ cứ giúp ấy. Tuần 9 ngày đấy. Có cái chỗ đọc rằng là nay mai con ở trong luyện ngục thì xin mẹ giúp con được bớt bớt cái phần phạt. Tức là họ muốn nói thẳng cái câu là chắc thế nào con cũng xuống luyện ngục đấy. Tại vì con khó một lần thiên đàng ngay lắm. Nhiều khi con có tội lỗi nọ kia rồi con không có lòng thông hối toàn vẹn, con thế nọ kia đó. Tự nhiên nói thẳng với Đức Mẹ là nay mai con ở trong luyện ngục thì xin mẹ giơ tay để con được bớt phần phạt. Thưa cha, như vậy con hay nghe là khi mà tham dự những cái nghi thức để mà được ơn toàn xá và theo ý Đức Giáo Hoàng rồi chỉ cho các linh hồn trong luyện thường ngục là, thường là như vậy mời chỉ cho các linh hồn thì nhưng mà Chúa lại áp dụng lại cho chính mình cho chính mình thường là như vậy. Cảm ơn cha, đó là cái điều mà rất là hay. Thưa cha, hôm nay thì có một quý vị hỏi câu hỏi về các tôn giáo, các đạo ở Việt Nam đó. Trong một cái chương trình lần trước, cha có nói về đạo Khổng, đạo Phật Trung Trung. Nhưng mà Trung Trung thì con xin nhắc lại. Xin nhắc lại, nhất là những cái câu, con nhớ câu tục ngữ ca dao, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày. Thì đấy. Trung Trung, cái văn hóa Việt Nam mình đã có tin vào một cái thượng đế. Cái chuyện mà đạo trời đó là hầu như Việt Nam ai cũng nói đó thì nhờ ơn trời. Không? Đạo nó nhờ trời. Nó chung chung vậy. Tại vì có cái đấng nào ở trên đầu mà uy quyền mà giỏi quá dựng nên vũ trụ rồi ngày rồi đêm rồi bao nhiêu những cái thời tiết đổi thay. Rồi dựng nên nhất là dựng nên con người ta, con mắt, cái mũi, cái tai, con tim. Trời ơi, nó kỳ diệu quá. Tự nhiên làm sao có được. Thế thì chung chung người ta cũng nghĩ đến ông trời. Còn riêng cái đạo mà hay nói về trời chắc là đạo Khổng á. Mà đạo Khổng, đạo trời. Nó thấm nhập vào người Việt Nam mình có thể nói là hầu hết. Rồi thêm cái nữa, đạo ông bà. Tất cả đạo nào vậy, đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Hòa Hảo cũng đều là một cái gọi là cái dính vào đạo ông bà. Tức là tôn kính ông bà, công giáo cũng vậy. Thật ra, thưa cha, có thể cách nghĩa có lẽ một số quý vị hoặc là ngay cả con cũng không hiểu rõ cái chữ đạo đó trong cái Việt Nam mình nó có ý nghĩa gì cha nhỉ? Đạo là con đường. Đạo là con đường mà theo Thiên Chúa giáo, công giáo đó. Con đường dẫn tới Thiên Chúa. Tôn giáo là như thế. Tôn giáo là như thế. Còn những cái lễ nghi
để cho giúp chúng ta sống và chúng ta đi đúng con đường đó thì lại là vấn đề chung quanh. Thế thì phải nói ngay rằng là có một số tôi nói cũng hơi va chạm đó. Là bên anh em Phật giáo thường có một số người cũng hay hơi đi quá đó. Nói là 80-90% dân Việt Nam là đạo Phật. Nhưng mà những người ta nghiên cứu kỹ đó thì không có đâu. Cái số mà lẫn đó cứ bỏ nguyên là đạo Chúa đi, hay là đạo Thiên Chúa đi, thì dân gian ở Việt Nam đó thì đẻ ra thì nhiều khi cũng ông bà cha mẹ anh em nhiều khi cũng xưng mình là đạo Khổng, cũng xưng mình nhiều khi là đạo Lão đó. Nhưng mà hai cái đạo đó nó không có cái việc chùa chiền. Cho nên là cái thời nhà Lý Việt Nam đó, nó khi mà đạo Phật nó du nhập đó thì đưa cái đạo Phật lên là quốc giáo. Thì đó có nhiều chùa nọ kia đó cũng du nhập từ Ấn Độ qua Trung Hoa, qua Việt Nam. Thì đến trước thôi. Còn Thiên Chúa giáo thì đến thế kỷ thứ 14, 13, 14 mới bắt đầu các thừa sai mới qua. Thế thì nói rằng là bây giờ ở Việt Nam 80-90% là theo đạo Phật đó thì tôi nghĩ không có đúng lắm, là vì này. Là vì cái số người thì cứ ok lên chùa gọi là cúng Phật để xin ơn, nhưng mà chẳng có ghi danh mà cũng chẳng có rõ ràng là ông có thực sự đạo Phật không, và nhất là giáo lý đó rất là mù mờ lắm. Cứ nghe biết cúng rồi Phật độ trì nó rất là mù mờ. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là cái chuyện thành mà... ra con thường hay nghe một số người thân có khi không phải là Công giáo mà cũng không phải là Phật giáo thì họ theo đạo ông bà. Ông bà thì thường thường theo đạo ông bà nó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là luôn luôn đó, tôi mới nói là ở hai cái ý niệm là đạo trời và đạo ông bà đó. Có hết. Đấy, kể cả đạo Phật không có hiểu đạo trời giống như mình hiểu về Thiên Chúa đâu. Cái vấn đề tạo dựng vũ trụ ở đâu có là nhân duyên, nó hơi gọi là mầu nhiệm lắm. Thế còn ông bà đó thì thật sự nó không phải là cái đạo. Nó là một cái lối sống. Nó là một cái lối sống. Ngay cả đạo Khổng cũng vậy, đạo Lão cũng vậy, nó là cái lối sống. Tại vì nó không đưa đến một cái đấng nào rõ ràng. Như không có nói về vấn đề thí dụ như là ai là người tạo dựng nên vũ trụ trời đất vậy nhỉ. Thì thực ra đó có thể nói rằng là đúng, kể cả đạo Phật cũng vậy, cái vấn đề tạo dựng nó rất là mù mờ. Cho nên chỉ có Thiên Chúa giáo đó mới nói rõ. Thế thì nói chung chung bây giờ nếu mà gọi là khai thôi thì cứ nhận đi. Khai là những người khai là có tôn giáo đó thì đương nhiên đạo Phật đông hơn rồi. Rồi thì còn chung tôi nói chung chung là đạo trời đạo ông bà thì mọi người. Nếu mà tính sổ ra thì gọi là hay lên chùa là xưng mình là đạo Phật thì là Phật nhiều nhất. Mà cái đạo Phật đó nó nảy ra cái đạo Phật giáo Hòa Hảo nữa. Thế còn có một cái đạo gọi có lẽ thưa cha con xin phép chắc để dành trong chương trình lần tới sau. Cha có nhiều thời giờ trình bày. Kính thưa quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Con xin cha gửi lời chào. Mau quá, cảm ơn anh và xin chào tất cả quý vị. Ngất cao ở trên thế gian này, ôi
thầm ra ôi điên cuồng ai có thâu chăng, ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu để cứu chúng con khỏi tử thần, con yêu thương Cha cùng ban tặng lòng trời yêu điên cuồng ai dám sanh bằng. Ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu, thầm ra ôi điên cuồng ai dám sanh bằng. Ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết treo trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, cho nhân loại được hưởng ơn cứu rỗi muôn đời. Xin cho chúng con luôn trung thành cùng Chúa. Thầm ra phát minh của thượng chí cao vời, ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu. Vì bởi Chúa con đã vâng lời, hy sinh trên bàn thờ thập tự, ai chẳng thấy người trần trụi nhất trên đời. Ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu, thầm ra phát minh của thượng chí cao vời. Ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu. Thầm ra đã đem lại chiến thắng oai hùng, ôi hỡi thầm ra Chúa Giêsu. Ngày tân thế trên đám mây hồng, khi muôn dân ngó nhìn kiếp sợ,